3 đề 5 thực chiến nền lý. Tại cùng một vị trí, nếu chiều dài con lắc đơn giảm 4 lần thì chu kỳ dao động điều hòa của nó thì ta có T bằng 2B căn của L trên G, đúng chưa? Thì ta có khi L giảm 4 lần thì tức là chu kỳ T của nó sẽ giảm xuống 2 lần. Ta chọn ý C. Rồi, chúc các em học tốt.